Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới 250 series đã chính thức trình làng vào hồi tháng 8 năm 2023. Sau nửa năm, đã có đại lý ở Việt Nam nhận cọc dành cho mẫu SUV này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, thời điểm giao xe của Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam sẽ là giữa năm nay, có thể rơi vào khoảng tháng 7. Cũng theo nguồn tin từ đại lý, Toyota Land Cruiser Prado 2024 sẽ có một số thay đổi về trang bị so với phiên bản cũ. Trong đó, đáng chú ý nhất là động cơ. Cụ thể, Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam dự kiến sẽ dùng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.4 lít mới. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới, động cơ này cho công suất tối đa 278 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 430 Nm. Trong khi đó, phiên bản cũ đang bán ở Việt Nam, dùng động cơ xăng 2.7 lít và hộp số tự động 6 cấp. Không chỉ động cơ, Toyota Land Cruiser Prado 2024 còn lột xác về mặt thiết kế. Ở thế hệ mới, mẫu xe này được thiết kế theo phong cách vuông vức, tương tự Lexus GX 2024 vì hai mẫu xe này dùng chung cơ sở gầm bệ. Mẫu SUV hạng trung này sở hữu thiết kế đầu xe thẳng đứng với lưới tản nhiệt và đèn pha đều hình chữ nhật, đèn LED định vị ban ngày mới cũng như đèn sương mù nhỏ. Bên cạnh đó là cản trước sau khỏe khoắn, đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở lên trên mới. Bên trong xe, Toyota Land Cruiser Prado 2024 được trang bị nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Xe đi kèm vô lăng 3 chấu khỏe khoắn, cần số to bản và cửa gió điều hòa trung tâm nổi bật. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, xe ở Việt Nam sẽ có đèn pha LED với tính năng hỗ trợ đèn pha thích ứng, chức năng sưởi hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 14 loa cao cấp, cổng USB và HDMI cũng như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Những trang bị như khởi động máy bằng nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời dự kiến cũng được trang bị cho xe. Nâng cấp tiếp theo của Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi giải tốc độ, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ lái chủ động và cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ phanh khi đỗ xe. Hiện giá bán của Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này đang được bán với giá 2,628 tỷ đồng.